Hiện nay, nhiều công dân không ở nơi đăng ký thường trú của mình do nhiều lý do khác nhau, nhiều nhất là tính chất công việc nên phải đi làm xa. Vậy thì khi công dân là đối tượng tạm trú, thì con của họ có được học trường công lập hay không? Hãy cùng công ty luật ACC tìm hiểu về vấn đề này nhé! Đầu tiên, chúng ta cần phải biết tạm trú là gì. Tại khoản 9 điều 2 luật cư trú năm 2020 quy định về tạm trú là nơi công dân sinh sống trong một khoảng thời gian nhất định ngoài nơi thường trú và đã được đăng ký tạm trú. Từ đó, có thể hiểu tạm trú là việc công dân sinh sống tại một địa điểm thuộc đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn hoặc cấp huyện khác. Thứ hai, các bước thực hiện thủ tục đăng ký tạm trú. Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký tạm trú tạm vắng. Tùy thuộc vào các đối tượng có nhu cầu đăng ký tạm trú hoặc những đối tượng thuộc diện phải đăng ký tạm vắng theo quy định của pháp luật, sẽ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo như nội dung đã nêu ở trên. Bước 2. Nộp hồ sơ đăng ký tạm trú tạm vắng. Người có nhu cầu đăng ký sẽ nộp hồ sơ tại công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú, tạm vắng. Sau đó, cán bộ có thẩm quyền sẽ tiếp nhận hồ sơ và đối chiếu theo quy định của pháp luật. Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì sẽ trao giấy biên nhận cho người nộp. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ sẽ yêu cầu sửa đổi bổ sung. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì sẽ trả lời bằng văn bản trong đó có nêu rõ lý do. Bước 3. Nhận kết quả đăng ký tạm trú. Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì công dân sẽ nộp lệ phí và nhận phiếu tạm trú hoặc sổ tạm trú theo quy định. Vậy thì chúng ta có thể học trường công tại nơi tạm trú hay không? Đây là một câu hỏi thắc mắc của rất là nhiều người dân. Học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân. Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, nam nữ, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế đều bình đẳng về cơ hội học tập. Nhà nước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo điều kiện để ai cũng được học hành. Nhà nước và cộng đồng giúp đỡ để người nghèo được học tập, tạo điều kiện để những người có năng khiếu phát triển tài năng. Nhà nước còn ưu tiên tạo điều kiện cho con em dân tộc thiểu số, con em gia đình ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi, người tàn tật, khuyết tật và các đối tượng được hưởng chính sách xã hội khác thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập của mình. Như vậy, quyền được đi học và quyền được tạo điều kiện đi học là một trong những quyền quan trọng và cơ bản của mỗi công dân. Ai trong chúng ta cũng đều ngang quyền như nhau về vấn đề này và được nhà nước tạo điều kiện tốt nhất để đi học ở nơi phù hợp, thuận lợi nhất nếu có nhu cầu. Tuy nhiên, việc đi học tại trường công lập nơi tạm trú hay không tùy thuộc vào nhiều điều kiện khác nhau, quan trọng nhất là hai điều kiện sau đây. Điều kiện thứ nhất, công dân thuộc vào đối tượng KT1, KT2, KT3 hay KT4. KT1, KT2, KT3 và KT4 đều là những thuật ngữ thường gọi để chỉ nơi thường trú, tạm trú của công dân. Thế nhưng sự khác biệt giữa các thuật ngữ này như thế nào, không phải ai cũng hiểu rõ. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. KT1 được hiểu là nơi đăng ký thường trú trong sổ hộ khẩu. Theo luật cư trú năm 2006 quy định, nơi thường trú là nơi công dân sinh sống thường xuyên, ổn định, không có thời hạn tại một chỗ ở nhất định và đã đăng ký thường trú. Công dân đã đăng ký thường trú sẽ được cấp sổ hộ khẩu, nơi đăng ký thường trú được thể hiện trên chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân của mỗi người. KT1 được hiểu là nơi đăng ký thường trú của công dân. KT2 là nơi tạm trú dài hạn trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Công dân có đăng ký hộ khẩu, thường trú KT1 ở một quận huyện, nhưng đăng ký tạm trú dài hạn tại một quận huyện khác trong phạm vi cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì tại nơi đăng ký tạm trú được cấp sổ KT2. Ví dụ như công dân có hộ khẩu tại quận Nam Từ Liêm nhưng tạm trú dài hạn tại quận Hà Đông thì tại quận Hà Đông công dân được cấp sổ KT2. KT3 là việc tạm trú dài hạn ở tỉnh, thành phố khác nơi đăng ký thường trú. Công dân có đăng ký hộ khẩu thường trú KT1 ở một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhưng lại đăng ký tạm trú dài hạn tại một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác thì tại nơi đăng ký tạm trú được cấp sổ KT3. Ví dụ, công dân có hộ khẩu tại Ninh Bình nhưng tạm trú dài hạn ở Hà Nội thì tại Hà Nội công dân được cấp sổ KT3. KT4, tạm trú ngắn hạn ở tỉnh, thành phố khác nơi đăng ký thường trú. Tương tự giống như trường hợp của KT3, tuy nhiên ở KT4, thời gian đăng ký tạm trú của công dân ở tỉnh, thành phố khác ngắn hạn thường có một thời hạn nhất định. Điều kiện thứ hai là tùy vào quy định của các trường công lập và Ủy ban Nhân dân tại địa phương mà công dân đang tạm trú. Ví dụ, mục 2 phần B kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10, trung học phổ thông năm học 2022-2023 ban hành kèm theo quyết định 1117.
Thí sinh dự tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập không chuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội phải đáp ứng một trong các điều kiện sau: học sinh hoặc bố mẹ của học sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, có giấy xác nhận thông tin về cư trú kèm theo mẫu CT07 ban hành kèm theo thông tư số 56 năm 2021, thông tư Bộ Công an, trong đó học sinh hoặc bố mẹ của học sinh được xác nhận nơi cư trú tại Hà Nội. Toàn thành phố được chia thành 12 khu vực tuyển sinh theo địa giới hành chính quận, huyện, thị xã. 12 khu vực tuyển sinh vẫn áp dụng và duy trì như các năm trước. Cụ thể, đối với các trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội, theo mục 2 phần B kế hoạch tuyển sinh năm 2022, điều kiện dự tuyển được quy định như sau. Đối với thí sinh có hộ khẩu Hà Nội, học sinh hoặc bố mẹ của học sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội hoặc có giấy xác nhận, thông tin về cư trú theo mẫu CT07, trong đó học sinh hoặc bố mẹ của học sinh được xác nhận là nơi thường trú tại Hà Nội. Đối với thí sinh tại các tỉnh khác, học sinh các tỉnh phía Bắc từ Thanh Hóa trở ra có kết quả học tập, học lớp 9 trung học cơ sở xếp loại học lực giỏi, hành kiểm tốt và đạt giải chính thức trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh thì được đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên trường trung học phổ thông Chu Văn An theo quy định trên. Với các trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội, Amsterdam, trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ và trường trung học phổ thông Sơn Tây, học sinh hoặc phụ huynh phải có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội thì mới được đăng ký thi. Chỉ riêng trường trung học phổ thông chuyên Chu Văn An là nhận thí sinh các tỉnh khác từ phía Bắc từ Thanh Hóa trở ra có học lực giỏi, hạnh kiểm tốt và đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh đăng ký dự tuyển. Vì vậy, tùy theo điều kiện, đặc thù dân cư từng địa bàn, điều tra số trẻ trong độ tuổi, các quận huyện có kế hoạch gọi trẻ ra lớp, đảm bảo tuyển đủ số lượng học sinh vào trường sao cho công bằng và phù hợp nhất. Tất nhiên, các trường phải ưu tiên những trẻ có hộ khẩu thường trú, các diện chính sách, gia đình khó khăn, tức là KT1, rồi mới xét đến các diện KT2 trở xuống. Về thủ tục, ngoài những giấy tờ chung thì tùy vào đặc thù từng quận huyện sẽ yêu cầu những thủ tục khác nhau để hạn chế tình trạng chạy trường, đảm bảo tính công bằng cho những trẻ khác. Tùy vào từng địa phương, các quận huyện có những quy định khác nhau về thời gian nhập tách hộ khẩu của công dân. Chẳng hạn như tại quận Tân Bình, quận không yêu cầu thời hạn đăng ký tạm trú phải từ thời gian nào, nhưng hồ sơ nhập học phải có sổ tạm trú do công an phường cấp và quận chỉ giải quyết khi trẻ có tên cha mẹ trong địa chỉ tạm trú. Còn đối với Bình Tân, trẻ vào lớp 1 diện KT2, hồ sơ phải gồm bản sao hộ khẩu và có bản chính đối chiếu, đồng thời có đơn xác nhận tạm trú do công an phường cấp nếu chưa có chuyển hộ khẩu về kịp. Tương tự tại quận 1, những trường hợp học sinh có hộ khẩu tập thể mới chuyển hộ khẩu hoặc tạm trú KT3 tại quận 1 phải trước tháng 5 năm 2014 mới được xem xét, còn sau đó thì quận sẽ xem xét phân bổ vào các trường tùy từng trường hợp cụ thể và phải có hộ khẩu gốc ở tỉnh để đối chiếu. Và nếu quý vị có những thắc mắc cần được giải đáp xoay quanh vấn đề tạm trú, đừng ngần ngại hãy để lại ngay comment để được các luật sư của công ty luật ACC giải đáp một cách nhanh nhất. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Và nếu quý vị yêu thích video này, xin hãy dành một like, share, subscribe kênh channel của công ty luật ACC nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.